với nhịp sống hối hả và bận rộn như ngày nay, kèm theo các tác nhân từ môi trường thì có lẽ những dấu hiệu lão hóa da sẽ đến sớm hơn chúng ta tưởng. Và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này thì hãy cùng gặp gỡ với chị Tô Thị Phượng, chuyên gia tư vấn và làm đẹp của chương trình. Vâng, thưa chị Phượng, rất nhiều chị em phụ nữ nghĩ rằng da chỉ bắt đầu lão hóa ở độ tuổi trung niên hoặc là ở những người phụ nữ đang mang thai. Điều này có đúng không ạ? Độ tuổi của phụ nữ khoảng từ 30 tuổi trở ra thì cũng đã thường là lão hóa, và các nếp nhăn xuất hiện, những đồi mồi, những mụn thịt, những cái dấu hiệu của cái sự xuống cấp của da. Bên cạnh đó thì Hương Giang cũng được biết là rất nhiều chị em phụ nữ có những thói quen xấu gây ảnh hưởng tới làn da. Vậy thì đó là những thói quen gì ạ? Những cái thói quen để làn da xuống cấp nhanh, ăn uống không phù hợp. Cái lạnh của mùa đông này mà bị các cái gió lạnh vào, mọi người tưởng là không xuống cấp da, nhưng đấy cũng là một nguyên nhân rất là chính để làm cho cái da mình bị xuống cấp. Chị có thể chia sẻ luôn về những phương pháp để chúng ta phục hồi và giữ gìn được một làn da khỏe đẹp không ạ? Hiện nay bây giờ có máy Thermage là máy của Mỹ. Máy này là đã được cái tổ chức ở Hoa Kỳ chứng nhận là một loại máy rất an toàn. Máy Thermage là máy tăng sinh collagen, làm cho các nếp nhăn tăng, và nó làm tăng cái sự đàn hồi của da. Và máy Utherapia cũng là một loại máy của Mỹ. Cái máy này tác dụng của nó là nâng cơ, làm chống chảy xệ, sau khi làm cũng được từ 5 đến 10 tuổi. Thì đây cũng là hai cái loại máy chủ yếu mà hai cái loại máy tốt nhất trên thị trường bây giờ. Vâng, đối với nhân vật của chương trình ngày hôm nay thì bạn ấy cũng là người đã sinh con rồi. Vậy thì chị có thể tư vấn về da mặt của bạn ấy hiện tại bây giờ đang trong tình trạng như nào không ạ? Đối với nhân vật mà bạn này thì theo mình trên mặt khuôn mặt bạn ấy rất xinh rồi, và các nét cũng rất là đẹp. Tuy nhiên làn da của bạn ấy sau khi sinh thì cũng có một chút, nó đã có cái sự lão hóa. Chính vì vậy cái máy Thermage khắc phục được hoàn toàn vấn đề này. Tức là sau khi làm máy Thermage thì khuôn mặt bạn ấy không còn những cái nếp nhăn nhẹ nhẹ, chân chim nhỏ ở sau đôi mắt sẽ biến mất và không còn nữa. Như vậy là các bà mẹ bỉm sữa đã hoàn toàn có thể yên tâm là lấy lại được nét thanh xuân sau khi sinh, đúng không ạ? Okay. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn bạn, xin cảm ơn chị. Công nghệ nâng mũi S-Line tại Thẩm mỹ viện Xuân Hương là sự đột phá trong nghệ thuật tạo hình mũi. Dáng mũi S-Line mềm mại, tự nhiên, hài hòa với khuôn mặt, cho bạn vẻ đẹp toàn diện. Phương pháp này sử dụng kết hợp chất liệu sụn tự thân, sụn nâng mũi S-Line hoàn toàn tương thích với cơ thể, cho phép thay đổi toàn bộ dáng mũi, mang lại kết quả nâng mũi ổn định lâu dài, an toàn tuyệt đối và không gây biến chứng sau này. Bằng kỹ thuật độn cằm V-Line mới nhất hiện nay, dịch vụ độn cằm V-Line uy tín tại Xuân Hương thực sự là một bước tiến mới giúp các chị em có được khuôn mặt cân xứng, đẹp tự nhiên và quyến rũ hơn với chi phí hoàn toàn hợp lý. Cùng với đó, đội ngũ bác sĩ của Xuân Hương có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm sẽ tiến hành phẫu thuật độn cằm ở vị trí trong miệng hoặc dưới cằm nên không ảnh hưởng tới thẩm mỹ trong thời gian lành phẫu thuật. Chất liệu độn là chất liệu nhập khẩu từ Hoa Kỳ nên có độ tương thích cao, không gây bất cứ kích ứng nào. Phương pháp độn cằm chỉ tiến hành duy nhất một lần, khách hàng sẽ sở hữu cằm hình chữ V đẹp tự nhiên trong thời gian vĩnh viễn. Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9, tặng một voucher nâng mũi S-Line trị giá 8 triệu khi bấm mí, cắt mí, nâng cung mày. Miễn phí thực hiện một dịch vụ thẩm mỹ mắt như bấm mí, cắt mí, nâng cung mày khi nâng mũi S-Line, độn cằm V-Line. Miễn phí phun mí khi phun lông mày tán bột. Tặng 50% trị nám tản nhang. Tặng một lần trẻ hóa da HIFU và All-in-One trị giá 62 triệu khi nâng cơ trẻ hóa toàn mặt công nghệ chỉ collagen, tiết kiệm đến 30 triệu với gói VIP Spa để sử dụng các dịch vụ spa. Thẩm mỹ viện Minh Hiếu 45B Bùi Thị Xuân Hà Nội là địa chỉ làm đẹp uy tín tin cậy của phái đẹp suốt 15 năm qua. Với cơ sở vật chất, máy móc công nghệ khang trang hiện đại và quy tụ hơn 300 bác sĩ đầu ngành giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, Minh Hiếu mang đến không gian làm đẹp đẳng cấp với các dịch vụ chăm sóc da và dáng an toàn hiệu quả. Đây là điểm đến quen thuộc của nhiều ca sĩ, diễn viên, ngôi sao của làng giải trí như Hoa hậu Thu Thủy, MC diễn viên Vân Hugo, nhà sĩ Giáng Son, ca sĩ Khánh Linh, ca sĩ Hải Linh. Khách hàng khi đến với Minh Hiếu luôn được các chuyên viên tư vấn về các
dịch vụ làm đẹp chu đáo, nhiệt tình. Thẩm mỹ viện Minh Hiếu là thương hiệu đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ làm đẹp tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là công nghệ nâng cơ Ultrathermat và công nghệ nuôi trắng da hoa hồng Saffron Tây Tạng. Ultrathermat là công nghệ trẻ hóa da nâng cơ không xâm lấn hàng đầu thế giới, được FDA Hoa Kỳ chứng nhận về sự an toàn và hiệu quả. Bước qua tuổi 25, làn da của bạn nhanh chóng có dấu hiệu lão hóa và xuất hiện nhiều nếp nhăn, vết chân chim, da chảy xệ khiến cho da kém sắc và già nua. Công nghệ Ultrathermat tại Thẩm mỹ viện Minh Hiếu ứng dụng năng lượng sóng RF tác động nhiệt vào sâu trong da, làm săn chắc collagen dưới da mà không ảnh hưởng tới các vùng da xung quanh, đồng thời tăng sinh collagen giúp cho da được cải thiện rõ rệt ngay sau điều trị. Công nghệ này đặc biệt hiệu quả với vùng da nhiều nếp nhăn như khóe mắt, vùng mặt, có thể điều trị với mọi loại da nhờ các đầu tuýp được cài đặt chế độ phù hợp. Chỉ cần thay đổi đầu tuýp có thể điều trị từ vùng da nông đến các lớp sâu trong da, điều trị vùng nhỏ đến các vùng lớn. Làn da sau khi điều trị sẽ được phục hồi và cải thiện rõ rệt, các nếp nhăn dần biến mất, da trở nên săn chắc, mịn màng và tiếp tục được cải thiện sau 2 đến 6 tháng điều trị và kéo dài nhiều năm, không đau rát, không mất thời gian nghỉ dưỡng, mang lại cho bạn vẻ đẹp tự nhiên. Thẩm mỹ viện Minh Hiếu cũng là nơi ứng dụng công nghệ nuôi trắng da hoa hồng Saffron Tây Tạng dành cho phái đẹp. Đây là dịch vụ được người tiêu dùng bình chọn là dịch vụ dưỡng trắng da an toàn, hiệu quả 2014, đồng thời cũng là dịch vụ được ưa chuộng hàng đầu trong mùa hè, giúp cho phái đẹp có được một làn da trắng sáng và tự tin, diện những trang phục gợi cảm quyến rũ. Hãy tới Thẩm mỹ viện Minh Hiếu để được trải nghiệm và sử dụng những dịch vụ làm đẹp hoàn hảo nhất. Tọa lạc tại số 176 đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Thiên Hà Spa không những là một địa chỉ quen thuộc của nhiều nghệ sĩ hàng đầu trong showbiz Việt, mà còn là một spa uy tín bậc nhất tại Hà Nội hiện nay, thu hút hàng nghìn khách hàng đến chăm sóc mỗi năm. Thiên Hà Spa luôn tự hào là một trong những cơ sở thường xuyên cập nhật đưa vào sử dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, được kiểm nghiệm bởi các chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu thế giới. Trong điều trị, chăm sóc da, ngoài các liệu trình như trị mụn, dạn da, trị sẹo mụn, triệt lông, xóa xăm, phun thêu, vi kim, tắm trắng, thì trị nám là một trong những liệu trình độc quyền mang tính đột phá của Thiên Hà Spa, được rất nhiều khách hàng nữ tin dùng. Là một khách hàng quen thuộc cũng như là lâu năm của Thiên Hà, tôi thực sự yên tâm với phong cách cũng như chất lượng phục vụ tại đây. Với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm, cộng với các công nghệ tiên tiến và máy móc mới nhất, dưới sự đầu tư rất mạnh tay của Thiên Hà, và bên cạnh những chuyên gia, những sự kiểm nghiệm của hàng đầu của thế giới. Trong lĩnh vực thẩm mỹ công nghệ cao, các liệu trình trẻ hóa và nâng cơ không phẫu thuật cũng là thế mạnh đặc biệt của chúng tôi, giúp phái đẹp có một làn da không dấu vết của thời gian. Với đội ngũ chuyên viên thẩm mỹ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, phong cách làm việc tận tâm, nhiệt tình, Thiên Hà Spa tự tin mang đến khách hàng niềm tin tuyệt đối khi trải nghiệm các dịch vụ tại đây. Ngoài ra, chúng tôi còn tự hào đem đến liệu trình giảm béo không phẫu thuật hiệu quả trong một thời gian ngắn. Thiên Hà Spa có một không gian rất sang trọng, khiến cho Phượng Vũ cảm thấy rất thoải mái khi bước chân vào đây.